lại cuối cùng là một cái chuồng của shop Lương Công Duy cho cây ôm, với là một cái bóng đèn sưởi tài trợ của Xuân Cột, với là một cái thức ăn tổng hợp của Trần Kiến Trung là shop Bách Hao đúng không? Egu Hao. Egu Hao. Với lại một cái hũ canxi cũng của Egu Hao, Trần Kiến Trung. Với là một cái hũ thức ăn tổng hợp Nam A của Minh Phạm. Để tổng giao hưởng đây là nói chung là rất là ok cho những bạn mới chơi Egu. Mình cảm ơn cái giải này hơn 2 triệu nha. Cái giải này là hơn 2 triệu. Chuồng không triệu á. Dạ mọi người chú ý nha. Số ra số đây. Mình sẽ cho số đầu tiên là số 1. Yeah. Số đầu tiên là số 1. Đây là mình đang phân mấy phần quà. Mình phát theo phần. Một combo, một giải, giải nhất, giải nhì, giải ba. Giải khuyến khích. Mình có 1 2 3 4 cái đèn sưởi ha. Với lại là 1 2 3 4 hũ ăn dành cho Igu, hoặc là bạn có thể trộn vô những cái con nào mà nó ăn rau, ví dụ như là BD hoặc là giống cát cũng được. Với lại một hũ này là canxi, vitamin canxi. Cái này có D3 không ta? Canxi mít á, thành ra là nó có vitamin luôn. À vậy là có vitamin này, có D3 luôn nha mấy bạn. Rồi, cái đó là giải khuyến khích ha. Mỗi phần này là sẽ tương ứng với một phiếu bốc thăm. Rồi, sau đó là có giải nhì ha. Giải nhì là gồm có một chuồng nuôi của shop bạn Lương Công Duy. À không, cái này, cái này là Hoàng Chí. Hoàng Chí đóng chuồng ha. Hoàng Chí. Hũ thức ăn này là của bên Minh Phạm. Còn canxi này là của bên Trần Kiến Trung. Trần Kiến Trung ha. Và giải đặc biệt là gồm có một cái chuồng của Lương Công Duy Terrarium Shop ha. Hũ thức ăn dành cho các loài bò sát cũng của bên Trần Kiến Trung nè. Một hũ thức ăn của Minh Phạm nè. Một hũ canxi và một cái đèn sưởi. Ngoài ra mình có một giải ba nữa. Thì giải ba là gồm một hũ thức ăn, một cái đèn sưởi, nhưng mà với lại một cái cây đứng dành cho Igu ha. Nhưng mà hiện tại thì bạn Lương Công Duy bạn tài trợ, nhưng mà cái cây đó nó dài quá cho nên bạn không có tiền vận chuyển. Thì bạn nào bốc âm trúng cái giải mà có cái cây đứng của Igu thì liên hệ trực tiếp với lại bạn Lương Công Duy Terrarium Shop để nhận giải ha. Rồi bây giờ là mình có trên tay là 120 số. Bạn nào chưa có số giơ tay nè. Bạn nào chưa có số giơ tay nè. Rồi ok, mình không thấy là ai giơ tay. Bạn nào chưa có số nè. Mình bốc từ giống như là công bố giải hoa hậu, mình công bố từ dưới lên trên nè. Là mình bây giờ thôi cái này coi cho đồng hạng nhau. Mình bây giờ mình sẽ bốc cái đèn sưởi này trước. Cái đèn sưởi này là của bên shop của bạn Xương Cục ha. Đèn sưởi Nomo 220V 100W. 100W này là sưởi được cho tất cả các loại bò sát mà từ size từ khoảng 1.2 trở xuống luôn ha. Rồi bây giờ con số mình bốc thăm luôn nha. Đừng tìm vô chuồng em. Đừng tìm vô chuồng ha. Rồi ok. Rồi giải đầu tiên là một cái đèn sưởi nha. Bạn nào có phiếu trên tay trùng với lại cái số thì mới có giải nha, không có nhận giùm ha. Thôi mình bóc như vậy mình nhìn vô cái nó không quẹ không có. Anh Vũ không chờ ổng, anh Vũ bóc đi rồi ổng đọc thôi. Rồi em Vũ bóc cho em. Ừ, anh Vũ bóc đi. Anh Vũ cầm đi, em Vũ cầm đi để em bóc cho. Rồi số đầu tiên ha. Số 9 hả? Số 9 còn phải lấy cái này nè. Số 43. Bạn nào số 43 đâu cho mình xem phía bạn ơi. Trời ơi, chơi vẹt mà lấy đèn sưởi chơi kỳ quá. Số 43 rồi, ok bạn, chúc mừng bạn. Bây giờ ở lại chụp hình lưu niệm nha em, được cái bài trước nha.
À, bạn đây bạn nuôi chim nhưng mà bạn có đèn sưởi, tại vì chim bạn mai mốt nó nở trứng ra, cứ lấy đèn sưởi đó ấp trứng được luôn. Rồi xong nha, số 43 nha. Tiếp theo một cái đèn sưởi nữa ha. Một cái đèn sưởi nữa nha. Số 51. Bạn nào số 51? 51 nha, 51. 51 nha. Rồi, em chọn cái số. 51. Rồi chính xác. Ok. Chúc mừng em. Chúc mừng em tới nữa là nhận giải chụp hình nha em. Rồi xong bạn thứ hai rồi ha. Tiếp cái đèn thứ ba. Cái đèn thứ ba. Sao mọi người mặt tay căng thẳng vậy? Mình bốc thăm mình vui vẻ lên chứ. Ai trúng mới vui anh ơi. Vui à. Số 67. Số 67 là bạn nào? Bạn nào số 67? Đâu? Rồi cho anh cái số. Rồi số 67 rồi, chúc mừng em. Ở lại tí nữa chụp hình chung với lại cho giải nha em. Rồi ok, một bạn nữa rồi, một bạn nhỏ rất là may mắn ha. Rồi cái đèn sưởi cuối cùng nha, cái đèn sưởi cuối cùng của giải lẻ nha. Của giải lẻ ha. Đây là những giải khuyến khích dành cho mấy bạn, những cái vùng nhỏ cho mấy bạn apply. Số tiếp theo là số này nặng giống như là cái gì chơi xì lát á. Số 83. Số 83 là bạn nào ta? Số 83 đâu à? Trời, có luôn. Chúc mừng. Đâu quên số đâu rồi. Ok, số 83. Rồi cảm ơn. Tí nữa ở lại cho mình nha. Bạn nào mà cầm quà xong rồi về luôn mình buồn á. Rồi bây giờ mình tới canxi đi. Canxi ha. Anh để mày nè, để em không thấy số. Đó, đúng rồi. Trời, sao mọi người tập trung quá vậy? Vui vẻ lên coi. Khẩn trương. Trời, số 83 vừa đi thì số 84 xuất hiện. Số 84 đâu? 84. 84. Ở đầu 84 đi, đúng rồi. Ủa, không ai nhận giải hả? Đâu 84 đâu? À rồi, 84 đang lên. Có. Không phải hả? 84 lần 1. 84 lần 2. Rồi quỷ. 84 lần 3. Không có rồi. Trời ơi, rồi bạn nào số 84 thì quỷ. Thôi tạm biệt luôn. Số tiếp theo là số 1. Bạn nào lấy lao hiếu đầu tiên đâu? Số 1 đâu? Số 1. Số 1 đâu? Ủa? Có số 1 không? Minh Phạm hả? Ê, mày trúng hai kỳ luôn mày. Hai kỳ mày trúng canxi mày. Rồi, số 1. Nữa. Đúng rồi, số 1 thiệt. Này, số 1 giả. Hai kỳ trúng canxi. Gấp đôi canxi để làm gì? Rồi, giải tiếp theo mình tới hũ thức ăn ha. Hũ thức ăn của bạn Trần Kiến Trung ha. Cái này là bao nhiêu gram ta? 300 gram. 300 gram. 300 gram xài phì á, nhưng mà cũng lâu á. 300 gram này là cũng lâu á. Xài phải từ 3 đến 6 tháng nếu mà cho ăn thường xuyên. Con 9. Số nãy giờ đầu số 8 hơi bị nhiều luôn. 80. 80 nha, 80. 80 đâu em? 80. Rồi, ok. Ghê thiệt, bay lẹ. 80, đâu có biết số 08 đâu. 80 rồi, ok. 80 đúng rồi, đúng số rồi. Chúc mừng em. Nãy giờ đầu số 8 ra 3-4 số rồi đó. 82, 83 đồ, 84. Bu ở đây là số 8, đầu số 8 hơi bị nhiều nè, bu ở đây là số 8 hơi bị nhiều.
Rồi mấy bạn nhỏ khác nghe rõ nha. Canh bét nha, canh bét nha. Bé mình nó nhảy xuống chạy đi á, bốc thăm chúng được rồi. Cái hũ ướt ăn mà mất con bé là không có cho ai ăn á. À bé trong chuồng rồi hả? Rồi ok. Mò kiểu cái vậy đừng. Mò tại không có kinh nghiệm anh. Số. Rồi cái này cũng có số 8 luôn nhưng mà số 8 làm đuôi. Số 8 làm đuôi đâu? Từ từ nha, từ nha, từ nha. Số 28. 28. La cho cố vô. La cho giữ vô. 28, 28. 28 lần 1. 28 lần 2. Ủa gì kỳ vậy? 28 lần 3. Không, bơm nó kiếm cái mic không? La ngồi về là hết, nó nói hết chuyện nói luôn. Rồi 28 đi rồi. Rồi 28. Cứ từ từ. Đừng có hối. Nick. Xong ba cái này là bốc ba cái. Tiếp theo. Tiếp theo là số. Số mấy? Suýt đúng. Không có số 8. Số 5. Số 5. Số 5, ai số 5 đâu? Cuối cùng. Cuối cùng. Rồi, chúc mừng em. Ok, cảm ơn em. Rồi, ở lại chụp hình nha. Đây, đây, đây. Ở lại chụp hình, không? Rồi số 5 xong rồi nha. Sao nãy toàn số nhỏ không ạ? Ờ chưa thấy lên số trăm mấy đúng không? Số 9. Số 23. 23. À trúng luôn, trúng luôn. Ngày nãy giờ luôn đúng không con? Rồi số 23 rồi đúng rồi con. Rồi một hũ thức ăn của Minh Phạm. Rồi chúc mừng con tí nữa lại cho phần nha con. Rồi nãy giờ bạn nào mà số hơn 100 chắc sốt ruột lắm hả? Chưa thấy số nào mà chưa có hơn 100 hết á. Số 96. 48. 48. Ủa sao cái góc của nó đúng nhiều vậy? 48. Đó, và 48. 48. Chúc mừng, chúc mừng 48. Đâu sao số? 48. Rồi, hợp lại, hợp lại. Nét chữ ha chứ thôi. Chứ thôi giả mạo vô số rồi, ok. Quen. Rồi. Rồi, cảm ơn. Chúc okay. Mừng, chúc mừng. Rồi, vậy là xong những cái giải khuyến khích rồi ha. Bây giờ mình sẽ bốc tới giải 3. Giải 3 là gồm có một cái đèn sưởi của Xương Cục, một hũ thức ăn của Minh Phạm và một cây đứng của bạn Lương Công Duy. Nhưng mà cái đứng bạn nào mà trúng giải này thì sẽ liên hệ với trực tiếp với bạn Lương Công Duy để mà nhận sau nha. Hôm nay không tiện mang đi tại vì cây nó hơi dài. Giá trị của cái cây đứng với lại hai tổng hai cái này thôi là cũng sắp xỉ là 1 triệu đồng rồi đó. Không mình chén gì thôi chứ thật ra cũng mấy trăm ngàn á. Số bắt đầu lên số lớn rồi nè nhưng mà vẫn chưa lên tới hàng trăm luôn nha mấy bạn. Số 9, 9 mấy con, 9 mấy? 9 rồi hả? Không có đâu con, thêm một số phía sau nữa. 9 mấy? 96. 93. 93. Ôi em anh ơi. Hay quá. Hay quá, đứng cái bên luôn. Đứng nãy giờ luôn. Chào dạy cho em. Rồi còn cái cây thì nhớ liên hệ bằng Lương Công Duy nha. Nhưng mà coi chừng bằng Lương Công Duy bằng lấy cây khác mà chọt á. Nè 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 à. Rồi chạy qua bển chạy. Liên hệ nha, liên hệ nha. Con mặc áo trắng ngay đây mất kiến á. Không có mày á, đúng rồi. Đó, không phải liên hệ. Giải 2. Giải 2 nha mọi người ơi. Giải 2 gồm có một cái chuồng nuôi của bạn Hoàng Trí ha. Một hũ thức ăn của Minh Phạm và một hũ canxi của bạn Trần Kiến Trung. Rồi giải 2 nha. Rồi giải 2 nè, nãy giờ chưa lên số nào lên trăm hết. Chín. Mấy con? Nãy con giờ con số 9 hả? Rồi để coi chú coi coi. Còn bé số. Đầu 3. 31. 31 đâu. Rồi em đây. Hay quá. Chúc mừng.
chúc mừng. Cầm luôn nha, cầm luôn nha, cầm lên luôn. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng em, dạy lớn đây, dạy lớn đây. Được, được. Rồi. Cầm lên luôn, cầm luôn. Em cầm luôn không? Em cầm luôn không? Tí nữa lấy nha. Rồi, ok, bay, con xuống. Số cuối cùng anh xin bốc không vậy? Đúng rồi, số cuối cùng cho anh Hồ Vũ bốc xong nha. Lắc lên, lắc lên, lắc lên. Lắc lên, rồi. À, còn số cuối cùng nha. Giải cuối cùng là chơi. Nói giải cuối cùng đã, giải cuối cùng là cái... Giải cuối cùng là một cái chuồng của shop Lương Công Duy, Tây Gai Ôm. Với là một cái bóng đèn sưởi tài trợ của Xuân Cột. Với là một cái thức ăn tổng hợp của... Trường Kiến Trung là shop Bách Hao đúng không? Egu Hao. Egu Hao. Với lại một cái hũ canxi cũng của Egu Hao. Trường Kiến Trung. Với lại một cái hũ thức ăn tổng hợp Nam A của Minh Phạm. Để tổng giải thưởng đây là nói chung là rất là ok cho những bạn mới chơi Egu. Cảm ơn nhá. Mình cảm ơn cái giải này hơn 2 triệu nha. Cái giải này là hơn 2 triệu. Trường không chịu á. Dạ mọi người chú ý nha. Số nè, số đây. Mình sẽ cho số đầu tiên là số 1. Số đầu tiên là số 1. Đầu tiên. Số 15 nha. Ai số 15? Rồi, chào giải không? Còn số 16 trời nãy giờ luôn nè. Chết bà, hụt một nút. Rồi, khuyên về hết đi. Đứng đây luôn nè, khỏi bận đầu chân á, đứng đây luôn nè. Đứng đây luôn, đứng đằng sau chụp hình. Ồ cái mặt còn cái mặt kìa. Ôi con mặt kìa. Ôi không có được trúng giải rồi. Cái mặt có được trúng giải rồi. Coi như em này là trúng được cái giải chuồng gỗ nha. Rồi giải chuồng nhôm của ai? Ồ quá đã. Tổng giải này là 2 triệu rồi đó. Em đâu trúng gì đâu ha. Đây là đại diện những người có nhân phẩm tốt. Rồi, chúng thưởng vô cho mình lên, chúng thưởng vô cho mình lên. Đủ giải chơi vô cho mình luôn đi. Gì vô mình. Mít. Chúng giải cho sao trẻ không vô trời. Chung bô đi, chung này trời, chung vô. Vô rồi đúng. Ok. Cứ quay được rồi. Sao trẻ không rồi, chứ có đâu có nhà. Cái chuyện tổ chức cả đời. Hết chưa anh? Chụp vài tấm đi. Mọi người quá đẹp. Ok. Mình già mình không trúng. Giấc mộ người lớn tuổi buồn. Mấy người lớn tuổi buồn. Mày trẻ mày cũng buồn đó, mấy lớn tuổi buồn thôi chứ. Dạ không trúng anh buồn anh ơi, buồn quá. Con bé thì chết nữa. Con bé thì chết. Ừ bỏ vậy chờ xíu về luôn nè. À, dài luôn, dài đi sinh nhật kìa. Cho các bạn thấy nha, cái chuồng là rất là nhẹ nha, cái em nhỏ xíu mà bưng không thoải mái, có nặng không em? Không nặng đúng không? Có vui không? Vui ha. Cái này là dài cái mưa, chỉ cần mua bét thôi, liên hệ anh. Đúng rồi, bét quảng cáo luôn. Quảng cáo luôn. Dài trăm ngàn mà chị, để nuôi, để không cần phải to, để đem đi thôi. Con người ok. Cái gì về nhắn tin cho. Ok. Cái này là YouTuber luôn nha, có YouTuber luôn à. Hồi chồng chơi đâu, không đế đi chơi vậy. Giờ dành máy nào nè. Dành máy nào. Dành luôn lô từng máy.
Anh Dũng vô luôn, anh Dũng dập luôn nè. Ôi coi bên đâu, coi coi nè. Ở đây nào, ở đây nào thấy chưa, bản thân không trúng mà phụ người ta cột lên nữa, thấy không? Trời ơi. Hơi thiếu. Em có ghi ni lông được không? Lấy ni lông không? Cái này mình vừa chạy mình dùng cái dừa dừa đó nha, dịu dịu nó. Vô để chụp tấm hình kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Đây con chụp. Quá đẹp. Cuối cùng cũng kết thúc bữa ốc. Các anh em đang chuẩn bị lấy đồ về. À, thấy phần thưởng không? Đi chơi mà còn có quà nữa. Hãy đến với bữa ốc kết nối đam mê. Chúc các bạn sẽ có một Amigo ưng ý. Chào tạm biệt.